Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy quét của Honeywell, có model đó là 3320G. Thì đây là dòng máy quét phát triển lên thay thế cho dòng máy quét 3310G trước đây của Honeywell. Thì như mọi người thấy là chiếc máy quét này là rất nhỏ gọn. Đây là gọn, kích thước nó chắc tầm bằng ba con tay của em. Nhưng khả năng đọc của nó là rất tốt, rất vượt rồi. Đặc biệt là ở phía trước nó có hai bên là có hai dàn đèn để hỗ trợ cho mình quét đọc. Ứng dụng của nó là được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực như là trong băng truyền, để quét băng truyền ứng dụng rất được, hoặc là việc gắn cố định lên ở một nơi nào đó rồi quét những sản phẩm. Máy đọc khả năng đọc rất là tốt. Thì bây giờ em sẽ tiến hành là quét thử cho mọi người xem về khả năng đọc của chiếc máy này. Bây giờ em sẽ test thử cho mọi người xem về khả năng đọc của máy quét 3320G này. Thì như lúc nãy em nói là ứng dụng của nó chủ yếu ở trong các lĩnh vực là sử dụng trong máy quét băng truyền. Thì em sẽ ví dụ cho mọi người xem về những sản phẩm đi qua thì nó đấy, mọi người thấy nó đọc rất là tốt. Mặc dù em lia liên rất là nhanh, đó, nếu mọi người để đây, đọc liên tục, đọc rất là tốt. Đây em sử dụng có cái sản phẩm khác, ba cốt khác nhỏ hơn thì như đi qua. Đó, đọc rất tốt. Đấy. Đấy, mọi người thấy khả năng đọc nó rất tốt nha. Máy cần đó nó có thể đọc được vào 1D và 2D. Đây là bản QR code này và 2D này. Đây, đọc. Đấy, nhìn em đang di chuyển sản phẩm đó. Đấy, mọi người thấy là khả năng đọc của nó rất là vượt trội. Còn đây là cái bar code nhỏ hơn. Cái này chắc có thể kê lên xí để nó nằm trong cái vùng quét. Mọi người thấy đó, thấy không? Bà cốt này rất là giọt nha, và nó có thể là đọc được. Vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người một số tính năng cũng như là khả năng đọc của máy quét này. Mọi người thấy máy quét rất là nhỏ nhưng khả năng đọc của nó thì rất là tốt, đọc rất là nhanh nhạy, có thể đọc được cả 1D và 2D. Nếu mọi người cần biết thêm chi tiết về chiếc máy quét 3320G này, mọi người có thể liên hệ với công ty Thế Giới Mà Bật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập theo đường link bên dưới. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.